Xin chào quý vị các bạn, hôm nay máy Trung Quốc chúng con giới thiệu quý vị các bạn sản phẩm máy hàn sao pin GST thế hệ 2 bằng tay và tự động. Về kích thước thì hai cái máy này, máy hàn GST bằng tay nhỏ hơn cái máy hàn GST thế hệ 2S tự động về cả chiều cao và chiều rộng. Mỗi một máy thì đều có một ưu điểm riêng, đây là kích thước cũng như một số cái cấu tạo bên ngoài mà chúng ta có thể nhìn thấy. Về bảng điều khiển thì chúng ta thấy giống nhau, cũng đều có phía cầu chì và công tắc nguồn điện. Máy GST bằng tay thì sẽ có màu đen, đấy, đều thông số hiển thị trên này hết. Chúng ta sạc pin hàn bằng cái phương pháp thủ công, đẩy lên và tự động nó sẽ hàn. Còn cái máy GST thế hệ 2S này tự động thì nó sử dụng động cơ đẩy để hàn xuống. Nó sẽ rất là tiện cho các bác sử dụng hàn công nghiệp đóng pin số lượng nhiều. Nó tự động nên là mối hàn nó rất là nhanh và đạt yêu cầu đều nhau. Về phương pháp hàn thì đây là một video hàn, các bác có thể thấy chúng ta sử dụng trực tiếp công tắc, chúng ta giữ chân, mỗi một lần giữ chân thì cái động cơ phía sau sẽ đẩy lên và tự động hàn cái sao pin, tự động đóng điện. Thì các bác thấy mối hàn đạt và đều, chúng ta có thể hàn số lượng lớn mà chỉ cần di cái dây pin ở phía dưới, không như cái loại kia nếu mà chúng ta đóng những khối pin lớn thì chúng ta không thể đưa như thế này được. Đây là cái máy hàn sao pin mà nhiều người dùng cũng như những nhà máy hoặc những đơn vị sản xuất họ sử dụng. Thì các bác thì nhìn mối hàn rất là chắc. Đây em hàn lại một lần nữa cho các bác xem. Các sao pin này thì được hàn liên tục rất đều. Đấy, chúng ta đóng khối lượng pin lớn hoặc những số pin lớn thì chúng ta làm thêm một bàn trượt ở phía dưới. Nặng thì chúng ta có đẩy đi để lại rất là hiệu quả. Đây nó là một máy hàn sao pin tự động mà được đánh giá rất là tốt. Các bác có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với số điện thoại em ghi trên màn hình cũng như truy cập vào website maychungquoc.com để biết thêm những thông số chi tiết về sản phẩm. Các bác hãy ấn đăng ký để ủng hộ kênh cũng như theo dõi những video mới nhất về những sản phẩm liên quan đến làm sao pin cũng như những sản phẩm của máy Trung Quốc. Cảm ơn các bác theo dõi video. Chào tạm biệt.